đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chào mừng bạn đến với chương trình 5 phút học online và tôi là Lan Anh Viện trưởng rất vui được đồng hành cùng các bạn ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một phần học tiếp theo của luyện giọng nói và trong buổi học này các bạn hãy cùng cô đọc một câu nói rất huyền thoại nhé trong quá trình đọc câu nói này chúng ta lưu ý thanh bằng đây là đài đúng không ạ chúng ta phát âm thật là chắc thật là rõ từng câu ra tiếng là đi lên đúng không ạ nói đây là đài tiếng nói việt nam phát thanh từ hà nội thủ đô nước cộng hòa xã xã hội chủ nghĩa việt nam chúng ta chưa đọc quen thì chúng ta cứ đọc từng từ từng chữ như vậy cho đến khi các bạn có thể đọc nhanh nhưng mà vẫn hay và vẫn đảm bảo được phát âm đúng tròn vành rõ chữ đúng thanh và sắc của từng câu nhé nào bây giờ chúng ta cùng đọc lại đây là đài tiếng nói việt nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bạn hãy cố gắng chăm chỉ luyện giọng mỗi ngày để giọng của chúng ta ngày càng tròn vành rõ chữ, vang và đúng trọng âm của từng câu, từng chữ hơn nhé. Chuyên mục 5 phút học online đến đây là hết. Chúng mình sẽ cùng gặp nhau trong 5 phút tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.